Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là phần loa trong loa nghe gọi trên Samsung Galaxy A01 Core đang được chờ thay mới tại giỉ đậu cao cấp .vn. Khi điện thoại Samsung Galaxy A01 Core lỗi hỏng loa trong loa nghe gọi, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn được lúc không là do cái loa trong đã lỗi hỏng cần phải thay mới. Hiện tại giỉ đậu cao cấp .vn có tất cả linh kiện trên Samsung Galaxy A01 nói chung và phần loa trong loa nghe gọi của máy nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của giỉ đậu cao cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa thay mới loa trong loa nghe gọi trên Samsung Galaxy A01. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0963434534 để được kỹ thuật viên từ giỉ đậu cao cấp .vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video từ giỉ đậu cao cấp .vn, chỉ cung cấp link phụ kiện của Samsung Galaxy A01 hàng đầu hiện nay.